mình chưa? Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Gần Gũi Vlog. Và đây là cháu của mình. Chào mọi người. Đó. Ở bên dưới còn thằng cháu nữa mọi người. Thì buổi trưa ngày hôm nay thì mấy chú cháu mình sẽ đi ra cái bờ kênh này. Theo thằng cháu mình nó là dân địa phương ở đây thì nó nói là ở dưới kênh này rất là nhiều dẹm hả con? Dẹm. Đó. Thì buổi trưa ngày hôm nay Huy sẽ dẫn cho tất cả mọi người cùng trải nghiệm mò dẹm lên mà mình chế biến ẩm thực cho mọi người. Ok thì bây giờ mình sẵn sàng xuống dưới thôi. Đây, sông bùn màu tím qua lục bình luôn. Ở đây là lục bình rất là nhiều nha mọi người. Đó, ở khu vực bên kia thì là ruộng. Đó, khu vực ở đây thì người ta toàn là làm ruộng thôi mọi người. Ở đây là một cái bờ kinh. Cái đường kinh này nước nó ra vô nha mọi người. Ok, thì bây giờ Huy cũng sẽ xông pha xuống dưới mình mò với mấy đứa cháu nha mọi người. Rồi, hai nhóc nó lặn mất tiêu rồi mọi người. Kìa nổi lên kìa. Ok, có rồi phải không? Có chiếc là phẩm phải không? Ok, bây giờ để chú xuống liền. Có hàng nha mọi người. Này là mình phải lặn đúng không hả? Ủa trời ơi, nhiều đi. Trời ơi, quá đã luôn. Trời ơi nè. Đây mới mỏi xíu nè mọi người. Trời ơi, mấy con này bự bự luôn nha mọi người. Đây nè. Trời ơi, đã, bà cố luôn. Đây, nãy giờ mò 5 phút được nhiêu nha mọi người. Trời ơi, vậy bự bự không nè. Trời ơi. Cháu mình thì nó lặn xuống nó mò. Hai thằng. Tớ không chuyện thiệt chứ. Mệt không con? Mệt chẳng đuối luôn ha. Đây nè, mò xuống cái là lặn xuống cái lên là được mấy con nha mọi người, quá đã luôn. Quá đã. Cái dẹm này á là mình muốn bắt á là mình phải lặn nha mọi người. Nãy giờ mấy thằng cháu lặn quá trời luôn, Lao Huy thì lặn dở mọi người, lặn xuống cái nổi lên liền. Xuống cái nổi lên liền. Giờ sao rồi con trai? Mệt không con? Chết. Mệt cũng chết luôn hả? Chán đi xíu nữa thôi. Đây là mọi người, thành quả nãy giờ là mấy chú cháu mò nè. Huy thì chắc mò nãy giờ được 2 con rồi. Mấy thằng cháu thì nó mò giỏi mọi người. À, nước thì bây giờ nó cũng đang bò vô đây. Thằng cháu lặn khiếp rồi. Trời ơi nè. Đó. Bỏ trong quần hả con? Đây mọi người, nãy giờ thành quả của mấy chú cháu mò đây. Giờ hai thằng cháu mình nó đang mò lại nữa kìa mọi người. Đây nè. Đó. Thằng nhóc này nó mò dữ lắm nha mọi người. Đó. Giờ chuẩn bị lên. Trời ơi, trời nó mò miếng một túi luôn. Trời ơi má ơi đi nè. Rồi bảo luôn con, đâu luôn. Trời ơi má ơi. Thằng này nữa. Cái gì đây? Không có. Xé lục bình nè. Xé lục bình nè. Ok mọi người, thì bây giờ mấy chú cháu mình sẽ để cái số dẹm này lên trên phà. Rồi cho mấy thằng cháu nó nhảy xong nó tắm vài vòng nữa rồi mình về nha mọi người. Nó về rồi chứ biết mấy. Mọi người nãy giờ thì mấy chú cháu cũng di chuyển lên trên phà rồi mọi người. Bây giờ thì cho Nhất Du với lại Nhất Lưng. Phải không? Hai thằng em ở hai thằng cháu sẽ nhảy xuống sông nha mọi người. Huy sẽ quay cho mọi người xem. Đó, cháu nó hứng lắm. Bây giờ hai vận động viên của chúng ta đang rất là hứng nha mọi người. Thì nó dẹp kìa. Rồi ok, được rồi. Đấy, đứa con, để theo. Ai mà. Ok mọi người, nãy giờ thì mấy chú cháu mình cũng đã về tới nhà rồi mọi người. Đây hiện tại là Huy đang đứng ngay chỗ cánh đồng nè mọi người. Đó, nhìn cánh đồng bao la bát ngát luôn. Đã chưa? Đó. Đây bây giờ hai cháu mình nó mới vừa bưng cái nồi ra nè mọi người.
với lại vừa đi kiếm củi. Đây, ủa đâu kiếm ra được cái lò hay vậy? Tự nhiên nãy em xách theo này cái con gặp lò cái ăn trộm luôn, không biết có ai. Ai hút thì mà. Trời ơi, điện lạ đi ăn trộm nữa đó hả? Nhóc nhỏ thấy 15 tuổi mọi người, 15 tuổi mà nhỏ xíu xíu à. Trời ơi, có nhiều chưa con? Có nhiều chưa? Để chưa luôn à. Ok, thì bây giờ chú cháu mình sẽ tranh thủ mình nhóm lửa lên, mình bập bùm cái số dẹp này nha mọi người. Ok mọi người ơi, thì nãy giờ thì nó chắc Huy nghĩ là nó cũng đã chín rồi đó mọi người. Lá chuối cũng đã héo hết trơn rồi nè. Đây, dít lá chuối rồi đi con. Bây giờ đừng dít chúng chuối nè. Xử công chuyện nha mọi người. Đây nè. Trời ơi. Nhức nát. Nhức nát. Ok thì bây giờ mình sẽ nhắc cái nồi này ra rồi mình đổ ra ngoài lá chuối rồi mấy chú cháu mình thưởng thức nha mọi người. Ok mọi người, nãy giờ thì chú cháu mình cũng đã đổ ra lá chuối nha mọi người. Bây giờ mình ra mày này mình di chuyển ra ngoài ruộng nha mọi người. Ok, sau 5 phút mong chờ của tất cả mọi người thì bây giờ đây là thành quả của tất cả mọi người đang mong chờ đây. Nó bụng chưa con? Đói. Nó bụng chưa? Đấu cả trời ơi, thiệt là đây là thành quả mà nãy giờ mà mấy chú cháu mình đi mò được nha mọi người. Và hồi nãy thì về thì mấy anh cháu nói là đói quá rồi. Ai hút thì mà ăn nhanh gọn lẹ. Bây giờ mình nói là em đi luộc đi con. Đây là một cái phải nói là một lá chuối khổng lồ mọi người, một mâm khổng lồ luôn nha. Ok thì bây giờ Huy mời tất cả mọi người cùng trải nghiệm cũng như là dùng chung với anh em mình nha. Đây, một cái chén nước chấm thần thánh. Trời ơi, nó đổ quét tới công chuyện chưa. Đây, bây giờ mời mọi người cùng dùng chung với mấy chú cháu nha. Trời ơi nè, đã chưa. Đây, mời mọi người nha. Trời ơi, quẹt nè, chấm. Ngon. Mời mọi người nha. Gì vậy? Ngon không? Ngon ngon. Đây, con này chà bá luôn. Đây mọi người. Mọi người nha. Ngon. Ngon. Mình tráng lệ mọi người. Cái này là dẻm này là thiên nhiên nha mọi người. Không có phải mà ai nuôi gì á. Tại vì ở dưới sông nó có mọi người. Trời ơi, nè. Chà bá luôn. Quá đã. Tới một chuyện mà mọi người nha. Cay. Nhức nát. Nhức thì mà. Nay nhiêu tuổi rồi? 15. 15. Nay 15, hai thằng đều 15 nha mọi người. Hai thằng cũng ngang ngửa. Thôi mà mọi người uống trà đường nha. À, đã quá. Con. Mình có chén nước chấm nè. Tới không chịu luôn, mời mọi người nha. Trời ơi. Ngon. Ha. Đã không? Đã. Rồi mình chiến hết này luôn ha. Tới không chịu luôn ha. Dạ chấm ơi. Trời ơi, mời mọi người luôn. Mời các bạn nha. Trời ơi, trời toàn là cô chú không con, không con nít coi đâu. Đây. Mời mọi người thêm con nữa nha. Trời ơi, quá đã. Mọi người nhìn mình sao à?
nguyên một cái đồng. Trời ơi, quá đã luôn. Ngoài kia thì xe nó đang múc đất nha mọi người. Chai nước mắm đúng rồi, chai nước chấm đúng rồi, chai nước thành thánh, chai xứ đích rồi mọi người. Quá đã. Không biết. Nói anh chuyện đi con. Trời ơi trời, công sức mình đi đi mò cực khổ. Đây, mời mọi người nha. Trời ơi. Sao bỏ vỏ ngoài em vậy? Hả? Như bỏ nồi. Cái nồi để làm gì? Thôi vậy thôi, giục mẹ rồi. Hiểu rồi mà. Thôi giục mẹ rồi. Ăn không chịu bỏ nồi. Ăn mà còn sợ gác. Ngon. Cái nồi ở đâu vậy? Chui vô con. Hiểu rồi mà. Trời ơi, cái quân đùi gì nữa đây? Trời ơi, cái quân đùi gì nữa đây? Dây chuyền mà chú Huy cũng dục nữa thiệt là án. Tại quá chị dữ. Ngu dục rồi đúng rồi. Cú này ngon quá ta. Nãy lèm bèm gì vậy? Quay lại, quay vào đại cú. Thôi rồi, dây chuyền nhà con mà ai dục đốt tiêu rồi. Chú dục ra. Chú con, chuyện chú với con. Hiểu rồi mà. Con, chuyện chú với con. Nó chơi giáo dục chút xíu mà mình đi lượm lại con ạ. À. Đây mà mọi người nha. Trời ơi quá đã. Ngồi lại con. Ok thì bữa trưa ngày hôm nay á, chú cháu mình cũng muốn diễn tả đến cho tất cả mọi người một cái cảnh đồng quê dân dã, một cái món ẩm thực miền Tây, một cái món đồng quê dân dã như thế này. Cái con dẹp như thế này á, là ở dưới sông nó có thiên nhiên cho mọi người, không ai nuôi cả. Thì mình về quê mình được mấy đứa cháu dẫn mình đi bắt. Thì ngày hôm nay Huy cũng muốn diễn tả cho tất cả mọi người một cái món ăn đồng quê dân dã mà nếu tất cả mọi người yêu mến chú cháu mình cũng như là yêu mến chuyến đi này của Huy, thì đừng quên để lại một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho Huy cũng như là ủng hộ cái video này. Xin cảm ơn tấm chân tình của tất cả mọi người đã đồng hành với Huy trong suốt thời gian qua. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì chú cháu mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Bye bye.